lương tháng 10 triệu, đóng tiền nhà 4 triệu này, tiền ăn 3 triệu này, tiền xăng xe cà phê bạn bè. Ui ôi, tháng này còn hỏng laptop nữa cơ. Đúng rồi ôi. Nhưng tiền đâu mà mua bây giờ cái chứ. F88 à? Hay là vào F88 vay tiền nhỉ? Không biết là vay tiền của F88 có dễ không nhỉ? Không phải dễ mà là siêu dễ nhỉ ạ. Chỉ với 4 bước đơn giản, anh đã có ngay một khoản chi tiêu tại F88. Bước 1, truy cập vào F88.vn và điền thông tin đăng ký. Bước 2, các nhân viên của F88 sẽ liên lạc trực tiếp để tư vấn và hướng dẫn anh chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như là căn cước công dân, thẻ vé xe. Bước 3, mời anh tới phòng giao dịch gần nhất của F88 để được tư vấn về các điều khoản vay và ký hợp đồng. Và bước cuối cùng, anh có thể nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản ngay tại phòng giao dịch. Để tiết kiệm thời gian hơn, bà con có thể trực tiếp liên lạc qua số hotline miễn phí của F88 1800 6388 để được hướng dẫn chi tiết. Vay tại F88 không hề dễ mà là siêu dễ.